Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh Hoa Lan Toán Rồng. Thì ở các video trước con đã giới thiệu đến cho mọi người về một số cây lan hài của Việt Nam, đồng thời với đó là những cái bông hoa của những cây lan hài đó. Thì tiếp tục cho video này, con lại đưa mọi người đến với một cây lan hài rất đặc biệt của phía Bắc Việt Nam chúng ta, với cái tên là Hài Vân Bắc. Thì Hài Vân Bắc có tên khoa học là Paphiopeilum buboratum, là tên của cây lan hài này. Còn tên Việt Nam thì cây lan hài này có tên là lan hài Vân Bắc, lan hài tía hoặc là thiết hài. Nhưng cái tên Hài Vân Bắc sẽ được các anh em trên lan hài sử dụng nhiều nhất khi gọi về nó nhé mọi người nhé. Về ngầm hoa của Hài Vân Bắc thì nằm ở mức trung bình đẹp nha mọi người nhé. Tức là khoảng tầm cỡ 15cm cho tới 30cm. Và cái cây đạt ở mức mà con được nhìn thấy đó chính là 30cm. Thì nó cây rất là lực mới ra được cái bông hoa, ngầm hoa dài như vậy. Nhưng riêng Hài Vân Bắc thì con sẽ chấm điểm nó đẹp về ngầm hoa nằm ở mức là 17cm cho tới 25cm. Thì ngầm hoa nhìn sẽ đẹp hơn, bắt mắt hơn. Nó quá dài nhìn nó quá xấu mọi người ạ. Nó không cân xứng với cây chúng ta. Nếu như chúng ta trồng số lượng nhiều thì con không nói tới rồi. Nhìn nó ngầm hoa nó dài thì nó rất cân xứng với lại cái chậu của mình. Còn đây nếu như chúng ta sưu tầm số lượng ít như thế này thì ngầm hoa lên đạt từ 17 cho tới 25cm là đẹp. Về mùa hoa của Hài Vân Bắc thì sẽ cho hoa vào khoảng thời gian là tháng 8 cho tới hết tháng 11. Mùa hoa rải rác sẽ đầu năm, ở đầu tháng sẽ là từ đầu tháng 8 và cuối mùa sẽ là cuối tháng 11, nhìn sang đông một tí. Và chính thức mùa hoa nở rộ sẽ dao động từ tháng 9 cho tới tháng 10, tức là giữa mùa thu nha mọi người nhé. Này. Hài Vân Bắc thì sự phân bố của nó nằm chủ yếu ở khu vực phía Bắc Việt Nam chúng ta, điển hình như là ở Lào Cai, Cao Bằng và Tuyên Quang. Còn ở thế giới thì Hài Vân Bắc chỉ xuất hiện ở khu vực là phía Nam, miền Nam Trung Quốc và đảo Hải Nam. Cái sự phân bố của Hài Vân Bắc khá là eo hẹp, đồng nghĩa với đó là cái cá thể Hài Vân Bắc nằm ở chung khu vực đó lại cũng rất là eo hẹp mọi người nhé. Nhờ hai cái yếu tố đó khiến cho cái Hài Vân Bắc của chúng ta giá của nó sẽ rất là cao. Cao ở mức trung bình có thể sưu tầm được đối với hàng rời nhé. Vậy hàng rừng Hài Vân Bắc giá sẽ như thế nào? Vậy hàng rừng của Hài Vân Bắc thì giá nó sẽ dao động từ 1 kg ấy, thì nó khá là cao mọi người ạ. Nó nằm ở mức trên 1 triệu cho tới trên 2 triệu 1 kg. Và số lượng cây Hài Vân Bắc trong 1 kg sẽ dao động từ trên 30 cây cho tới 50 cây đổ về mọi người nhé. Đó là cây nằm ở mức chung. Còn cây bé thì số lượng nó khoảng tầm 50 đến 60 cây. Đó. Giá nó khá là cao cho nên là ít khi nào mà ai sưu tầm nổi 1 kg lắm. Thường thường thì người ta sẽ sưu tầm theo cây. Thì giá cây của Hài Vân Bắc sẽ dao động từ 30.000, 40.000, 60.000, 70.000 và 100.000 cho một cây Hài Vân Bắc hàng rừng. Thì mức tiền nó sẽ đi đôi với lại cái giá trị của cây và cái chất lượng cây nha mọi người nhé. Còn hàng thuần thì Hài Vân Bắc luôn luôn nằm ở mức giá là 120.000, từ 100.000 cho tới 120.000 hàng rừng chưa hoa. Còn cây đã được bị hoa rồi sẽ dao động từ trên 150 cho tới 300.000, tùy vào cái chậu đó bao nhiêu cây mọi người nhé. Đó là giá của Hài Vân Bắc. Này. Đối với lan hài Vân Bắc thì video là con cũng sẽ nói cái điều này. Tất cả các lan hài mà chúng ta đang sưu tầm, đang sở hữu, đồng thời là chúng ta cũng đang bảo dưỡng, bảo tồn về nguồn gen của lan hài. Vì lý do tại sao? Vì tất cả các loại lan hài không riêng gì ở Việt Nam và cả ở trên thế giới, và tất cả những cây lan hài đã được lai tạo đều là những cây lan hài quý hiếm, nằm trong sách bảo vệ thực vật của thế giới nhé mọi người nhé. Cho nên khi chúng ta sưu tầm một cây lan hài, đồng thời chúng ta đã và đang sở hữu một giống hoa lan quý hiếm. Bởi cái yếu tố tiếp theo đó chính là dòng lan hài thuộc nhóm, mọi người nhìn cái lá của nó này. Về dòng lan hài thì lá của nó được xếp vào nhóm cây kiểng lá, cây tiểu cảnh, đồng thời với lại ngầm hoa và độ bền hoa khá là lâu nhé mọi người nhé. Cho nên là được rất là nhiều người ưa chuộng và rất là nhiều người săn lùng cái cây lan hài này ở rừng. Cho nên là giống lan hài cả ở Việt Nam và trên thế giới đang ngày càng suy kiệt.
Cho nên khi chúng ta sở hữu một cây lan hài thì chúng ta nên quý trọng, nên bảo dưỡng và giữ gìn cái nguồn lan quý của Việt Nam và một số cây lan hài của thế giới nếu như chúng ta có sưu tầm. Độ bền của hài Vân Bắc thì sẽ dao động từ một tháng cho tới gần 2 tháng nha mọi người nhé. Hài Vân Bắc độ bền hoa khá là bền và màu sắc hoa khá là đẹp. Màu sắc hoa sẽ bao gồm hai màu chủ đạo chính, luôn luôn là như vậy, đó chính là màu trắng và màu tía. Cho nên nó mới có tên là hài tía và thiết hài đó mọi người. Màu rất là đẹp. Đây, màu đỏ tím đậm. Đó, rất là đẹp. Con sẽ cho mọi người nhìn sơ qua về vòng quanh về bông hoa nhé. Phía sau đây. Và bên trong cái môi nhé. Đó. Về cấu tạo của hài Vân Bắc thì sẽ bao gồm là lá đài trên, cánh vai và môi, cơ quan sinh sản, cuống hoa. Đây là lá của hài Vân Bắc. Đây. Còn về cái giá thể trồng và cách trồng thì con sẽ để cái hình ở phía trên bên trái màn hình cho mọi người chúng ta cùng tham khảo. Đây chính là trang fanpage trên Facebook của con mang tên là Hoa Lan Tấn Rồng Orchid. Thì mọi người có thể lên đó xem lại. Bởi vì sao con luôn luôn nhắc mọi người lên đó xem lại? Bởi vì ở trên này con chỉ có thể quay được một cho tới vài cá thể lan hài trong một video thôi. Như ở đây thì con chỉ có một mặt bông, nhưng ở trên đó con đã sưu tầm được rất là nhiều mặt bông lan hài Vân Bắc và những cái video khác và những cái bài đăng khác đã sưu tầm rất là đầy đủ đẹp trên đó. Mọi người đến đó mọi người tham khảo lại mặt hoa và ấn vô bài viết để mọi người xem cái tiểu thuyết về nó cũng như là cái giá thể để trồng, cách trồng, cách chăm sóc nằm hết ở trên đó mọi người nhé. Mọi người đó tham khảo lại. Đó. Còn về cái giá thể mà trồng hài Vân Bắc thì con sẽ nói sơ ở trong này. Đó chính là ở phía Bắc thì lan hài Vân Bắc, người dân ở ngoài đó thường hay sử dụng đá thấm thủy để trồng. Và chỉ có ngoài Bắc mới có thôi. Một số vùng ngoài Bắc có, còn ở miền Nam chúng ta thì không có. Cho nên á, là chúng ta hài Vân Bắc có thể trồng bằng giá thể trộn. Thứ nhất là giến nâu, xin nhắc mạnh giến nâu nhé mọi người nhé. Đó. Và thông đá bọt với tỷ lệ là một giến 0,2 thông và 0,3 đá bọt nhé mọi người nhé. Hoặc chúng ta có thể sử dụng phun đá bọt, có nghĩa là sử dụng toàn bộ đá bọt để trồng cộng với đất nung để trồng nhé mọi người nhé. Có thể dùng hai loại đó. Và cái thứ hai là mọi người có thể dùng toàn bộ bằng giến nâu để trồng. Này, và hài Vân Bắc rất là ưa mát, đặc biệt ở cây này như vậy. Chỉ cần nó có một tí nắng thôi là nó cây của nó sẽ bị tình trạng kiểu như này nè. Con rất là không thích cái điều này. Cho nên là hài Vân Bắc con toàn để đáy giàn thôi. Ví dụ như giàn chúng ta có hai kệ như này. Đó, thì chúng ta để lùi vô bên trong cho nó mát, tránh nắng tuyệt đối. Và về tưới nước thì sao? Về cái vấn đề tưới nước của hài Vân Bắc này thì tất cả các video con đều nhắc luôn. Đó chính là dù miền Nam vùng nóng hay là ở phía Bắc vùng lạnh thì luôn luôn là từ 3 cho tới 5 ngày chúng ta tưới một lần. Ở Sài Gòn mọi người cứ kêu là nóng quá tưới cho nó mát. Vậy là sai nhé. Tưới ở đây là chúng ta tưới xịt. Chúng ta cầm cái bình xịt này. Đây. Chúng ta cầm cái bình xịt này để chúng ta xịt cho nó mát cây thôi. Chứ không phải là tưới đẫm. Tưới đẫm ở đây là từ 3 cho tới 5 ngày chúng ta tưới một lần. Nha mọi người nhé. Nhớ giúp con mà hết sức lưu ý điều này. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá thể khi chúng ta trồng lan hài là từ 3 cho tới 4 loại giá thể, ít nhất là 2 loại. Và trong đó đồng thời đã có một giá thể giữ ẩm rồi. Kết hợp với đó là chúng ta đặt lan hài ở khu vực rất là mát, để cho cái lượng nước nó bay hết trong chậu, bay một cách tối thiểu nhất á, thì nó mất khoảng tầm từ 3 cho tới 5 ngày nha mọi người nhé. Còn cái hơi nóng ở Sài Gòn hay là hơi nóng ở Bình Phước hay là ở Bình Dương gì đó không ảnh hưởng gì. Chỉ cần chúng ta tránh nắng tuyệt đối và để ở nơi mát, yêu cầu ánh sáng mạnh như ánh sáng ăn ban ngày là ok nha mọi người nhé. Không cần phải nắng. Đây này, mọi người nhìn không khí này. Bây giờ đang ngày giữa trưa nhưng mà giàn con luôn luôn mát như thế này. Chỉ cần như vậy thôi là lan hài đã chịu rồi, tất cả luôn. Còn riêng hài Vân Bắc thì đặt ở chỗ mát hơn một tí. Đó là cái tưới. Và về chăm nụ thì sao? Đối với tất cả các loại cây trồng, nhưng mọi người nha, mọi người trồng trong nhà, chỉ cần cây đó đang có quả hoặc là đang có hoa nụ thì chúng ta bổ sung NPK 6 30 30
cọng tè. Cái loại đó chỉ có 25.000 một hũ thôi. Chúng ta pha với liều là một thìa sữa chua cho hai bình này, tương ứng với lại 4 lít nước nha mọi người nha. Và chúng ta phun. Trước khi vun tưới, nhớ tưới đắm chậu trước khi làm một lần, và chọn một ngày cố định trong tuần để lặp lại nha mọi người nhé. Không phải lúc nào cũng xịt đâu, chọn một ngày cố định trong tuần để xịt thôi. Chúng ta phun tưới né cái mèo ra, khi nào ngọn hoa nó cao thì chúng ta có thể tưới vô đó, và tưới vô gốc luôn. Tới khi nào cây bung hoa như thế này thì chúng ta ngưng, không dùng một bất kỳ loại phân thuốc gì cả nha mọi người nhé. Tại vì cây đã hấp thụ rất là đủ rồi, mà lỡ như chúng ta đang là hoa này mà chúng ta xịt thì lỡ không may nó bay lên cái cánh hoa thì phân thuốc sẽ làm cháy cánh hoa, làm cho cánh hoa của ta bị xấu đi nha mọi người nhé, bị hư đi. Đó là lý do tại sao kêu mọi người không nên dùng. Nhưng lịch tưới vẫn là như vậy mọi người nhé, dù Sài Gòn, dù vùng nóng, dù ở miền Tây, dù ở ngoài đảo, chỉ cần có nước ngọt để tưới là được. Nước ngọt là nước giếng ấy mọi người, đó là ok. Che mát tránh nắng là lan hài sẽ chịu và sống đó, rất là dễ sống cho lan hài đó. Và đây chính là tất cả những gì con đã chia sẻ đến cho mọi người về cây lan hài Văn Bắc, cách trồng và chăm sóc tất cả các loại lan hài. Thì mọi người có thể lên trang fanpage một lần nữa để mọi người xem lại, tìm hiểu lại về mặt hoa đa dạng ở trên đó nha mọi người nhé. Xin nhắc lại trang fanpage của con là Hoa Lan Tấn Rồng Orchid, thì mọi người đã xem lại. Và mọi người xem hãy cho con xin một nút like để ủng hộ cho trang nhé. Và ai đang xem video này cảm thấy hay mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp con một cách đăng ký kênh và ấn một nút like, hoặc là có thể bình luận xuống bên dưới để cho kênh của con, cái bài viết này, cái bài video này thêm sinh động và cho con có thêm động lực để làm video mới nhé. Rồi xin chào mọi người, hôm nay là video giới thiệu về hài Văn Bắc. Đó. Hôm nay là ngày, đợi con một chút. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2. Bây giờ không phải là mùa của hài Văn Bắc, do là cây này nó nở trái mùa, cho nên là con mới có video để quay cho mọi người xem giờ này thôi. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021, lan hài Văn Bắc. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.